Vô trễ rồi con, phải chờ nãy giờ rồi đó. Con, alo, alo. Hello. Alo thầy. Okay. Xe vô trễ với con, thầy chờ nãy giờ luôn. Chờ, là con chờ. Nhớ nha, 5:15 nha, 5:15:26. Sao con Sao con? Đặt lịch hẹn đi chứ, đặt lịch hẹn đi. Con có điện thoại mà đúng không? Đặt lịch hẹn điện thoại con ấy. không có làm gì có điện thoại. Các hợp 5:15 nha. Kêu Mỹ nhé. Bây giờ mình cũng kêu được. Em bữa trước mình học gì? Mở vở ra, mở vở ra, ôm vở Chắc mình học Christopher King on Kết on well mix my cost. gì nữa, chẳng lẽ mình chỉ ghi cái nhiêu đó thôi không? Xin later to refund from interested in worry Ừ. about proud of good at frightened of better. Ok, không tốt á. Rồi con học là con học mấy cái đó chưa? Học thuộc chưa? Rồi ạ. Ok, tốt. Ok. Thời gian thì là tốt. Okay. Nay mình ra cái chủ đề mới nha. Okay. Chứ mình nghe hơi khó. Ok, bây giờ mình ra cái khác. Chủ đề ngày hôm nay là Dangerous Journey. Okay. Những cái chuyến hành trình nguy hiểm. Okay. Dangerous là nguy hiểm nè. Journey là chuyến đi. Okay. Okay. Mình có gì? Narrow. Narrow là hẹp. Narrow. Ví dụ. Narrow. Nhớ gạch ngang ghi ngày tháng nha. Ngày hôm nay ngày mấy? Okay. Narrow. Wire. Wire là rộng nè. Narrow, ok, wide, rộng. Dry, dry là khô nè. Dry, khô, ok, wet, ướt. Ướt, thấm ướt, wet. Fortunately, may mắn nè, fortunately, unfortunately. Là kém may mắn. Xui. Fortunately là may mắn. Ok. Fortunately là trạng từ đúng không con? Cái ly kìa, thấy không? Còn fortunate nó là tính từ. Okay, đấy. Đọc lại trên dưới cho thầy. Narrow nè. Đọc cùng với thầy. Narrow. Narrow.
Thềm nha. Ok, cho đó chặt thềm. Why? Why? Ok, dry. Dry. Wet. Wet. Fortunately. Fortunately. Ok. Unfortunately. Unfortunately. Wilderness. 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 Hoang dã con. Sự hoang dã. Cái từ wild này, W-I-L-D là nó danh từ. Nó cũng là wild, hoang dã luôn. Cái wilderness, sự hoang dã nha. Cái vùng hoang dã. Cái wilderness hơi khó. Thầy nghĩ không còn ghi cũng được. Nhưng mà không cần thuộc hết đâu. Nhưng mà cứ ghi vô cho biết nghĩa thôi là được. Không sao đâu. Không có yêu cầu phải nhớ hết liền được con. Hơi khó thiệt. Chờ bridge, bridge. Bridge là cái cầu nè, cây cầu cái này dễ nè, học nè. Bridge. Bridge. Cây cầu, cái bridge. Rope, rope, rope. Okay. Sorry. Rope, đúng rồi, dây, dây thần. Okay. Thường thường là dây thần. Ok. Đấy, và còn nhiều từ nữa. Cái metal, metal là kim loại nè. Metal, kim loại. Valley, okay, valley, thung lũng, valley. Valley, thung lũng. Valley, okay, why? Cái này cũng là cái dây nè. Metal, nhưng mà cái dây sắt. Wow, cái này cũng là cái dây nè. Cái kia là dây thần, cái này là dây dây sắt nó mỏng, ok. Giống dây cáp đó con, dùng dây cáp cũng được. Dây nhỏ. Jungle là rừng. Rừng rậm. Rồi ạ. Jungle, cái jungle, path là cái đường đi nè, path, 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 path. Ghi ghi tên dưới cho thầy, metal. Cái gì con? Gì à? Đọc. Metal, ballet, white, jungle, paint. Metal, okay, ballet. Ballet. Okay, tiếp, white. White. Jungle. Paint. Bat.
that. Cái đường đi nha. Look at the photo. Why do these children have to go on dangerous journey? Do you think? Tại sao con nhìn thấy bức hình này đúng không? Tại sao mấy đứa nhỏ này đi đi nguy hiểm vậy? Tại sao con thấy? Con nhìn cái bức hình này nè, con thấy tại sao bọn nó phải đi nguy hiểm vậy, con thấy không? Chèo núi nè, đi men theo núi rồi phải đi leo trên dây. Con thấy tại sao phải vậy? Biết không con? Con biết vì sao bọn mấy này nó phải đi nguy hiểm gì không? Không. Con nhìn thấy nó đang đeo cái gì? Nó đeo đeo cặp à? Cặp rồi bận bận cái gì? Đeo cặp rồi bận cái gì? Bận quần áo à? Quần áo, nhưng mà quần áo là quần áo gì? Quần áo trường à? Trường, vậy là bọn nó đang đi đâu? Đi học à? Đó con thấy trường, nó đang đi học. Có một số nơi nó đường sáng không có, với lại vùng cao vùng núi con, vùng chưa phát triển thì đương nhiên phải đi học ở chỗ này nè, băng suối, đi núi mò theo núi băng suối. Cái chân dây là gì á? Dùng đi chân dây là để băng suối con. Mình đi các xe nhưng mà vẫn không an toàn, chán đọc. Perhaps you have to talk across the busy road, walk across. All right, your bike in traffic. Okay, nhưng mà nói chung là vẫn còn an toàn chán so với máy này. Okay. Cái mình đọc mình cùng dịch với nhau nha con. Okay. Đọc với con. Elementary school in China is on a mountain. The path to the school is very narrow and dangerous. The children have to walk in line. When they meet somebody, they have to stand against the mountain while the person passes for the bend. It is very worrying. For the parent, parent, yeah, parent. Parent. For the parent, it's very worrying. Very worrying. Fortunately, the head teacher of the school worked with the children every morning. Okay. Từ, dịch đã rồi làm tiếp ban. Trường elementary, trường tiểu học. Trường tiểu học Ban Po ở Trung Quốc, nó ở núi ở đồi đồng bằng, ở trên cái núi, nó trên một cái ngọn núi. The path là gì? cái gì con đường đến ngôi trường rất là nguy hiểm. Đúng rồi, narrow là gì? Narrow và chặt hẹp, rất nguy đúng hiểm không? Rất chặt hẹp và nguy hiểm, và các học sinh đều phải đi ở lề. Walk in a line, con thấy hình A con, hình A phải đi ra theo một cái hàng. Một cái gì, when day gì, khi mà biết lễ gì? Khi họ gặp một ai đó, họ sẽ đứng lại. Đúng rồi. Nói chung nép lại, nép vô cái tường cho người ta đi qua, có thấy không? Đường nó hẹp quá đúng không con? Phải đi một hàng, đó tưởng tượng đi. Đó, phải nép qua một bên. Ở núi và
và dân phải person pass là gì? Person pass là đi qua không? Pass là đi qua, ấy là stand against the mountain, nghĩa là đứng sát á, đứng sát cái núi đi trong qua. Khi mà người đó đi qua. Các gia đình. For the parent, okay. Đối với bố mẹ, đúng không? Bố mẹ. Bố mẹ thì nó như thế nào? Bố mẹ thì rất lo lắng. Các thầy cô giáo ở trường phải cúc đều phải đi cùng học đúng sinh rồi. Vào mỗi sáng. Mỗi sáng. Con đọc thứ hai nha thầy. Đúng rồi, a group. A group of children in Sumatra, Indonesia have to cross a wide river every morning on the way to school. The bridge across the river is broken, so about 20 children have to walk across a roof. The roof is 10 meters above the water. After that, they have to walk 10 kilometers throughout the jungle. And of course, at the end of the school day, they have to do the same journey again on their way home. Quay hồn. Một cái nhóm học sinh ở Sumatra, Indonesia. Phải cross là gì con? Cái gì river là cái gì? Cross a wide river. Phải vượt qua sông. Sông gì? Sông như thế nào? Qua là cái gì? Tôi vượt qua sông gì? Một con sông gì? Một con sông rộng. Đúng rồi. Và mỗi buổi sáng. Và mỗi buổi sáng đều phải đến trường. Trên con đường đến trường. Trên con đường đến trường. Và... cái gì bridge hồi nãy thì con học cái bridge là cái gì? Và cái cầu để vượt qua sông thì bị rất là thì bị gãy con, bị gãy, bị vỡ, gãy sẽ chắc cầu gỗ broken nha, cái gãy nha, sẽ gãy và hỏng, và 20 học sinh đều phải đi trên phải vượt qua cái dây thừng. Đúng rồi. Dây thừng dài 10 mét trên mặt nước, ok. Trên mặt nước. Tiếp không theo phải không? Không phải không? Cái 10 meter above là gì? Above là trên mặt nước. Nghĩa là cái khoảng cách từ cái dây á, xuống dưới mặt nước là 10 mét, okay. Trên mặt nước 10 mét. Phải dịch vậy mới đúng. Okay. Trên mặt nước 10 mét. Thấy gần không? Đó, cách cái 10 mét à. After that là gì? Sau đó, after là sau mà đúng không? Sau đó, họ... đúng rồi, phải... phải đi trên... phải đi gì? Phải... đi 10 km. Đúng rồi, thì tôi biết gì? Ở trong rừng. Băng qua rừng. Băng qua rừng.
thông qua mình. Of course, và đương nhiên, và đương nhiên. Và đương nhiên, à và đương nhiên. Đó. Họ đều đến trường. Và đương nhiên, và cuối ngày, và cuối cái buổi học, thì họ phải làm cái gì? Và cuối ngày họ phải đi lại con đường đấy về nhà. Đúng rồi, lặp lại cái tốt tốt. Student cái in... câu 2 là chọn hình nào? Cái hình nào? Hình nào băng qua cái dây? Xe ạ. Xe, ok. Câu 3. Câu 3. Student in Minh Hoa in Việt Nam have to cross a river on their way to and from school every day. There are no bridge or boat, so the children swim. They put their book and clothes in large plastic bags so they do not get wet. The bags also have the children to stay safe in the water. The water is 20 meter deep. When they reach the on the side, they take the dry clothes out of the bag and put them on. Okay, top. Yeah. Học sinh ở học sinh ở Minh Hoa, Việt Nam đều phải băng qua sông. Đúng rồi, băng qua sông gì? Để tới trường vào mỗi ngày. Đúng rồi. To and from nghĩa là tới và về, đúng không? Thì nó đi bằng cách bơi thì đương nhiên phải về bằng cách bơi đúng không? Cái they are no không có gì. Không có bridge, hồi nãy mình học bridge để gì? Không có cầu. Hoặc gì bông lẻ gì? Không có cầu và thuyền. Đúng rồi, hoặc thuyền. Nên bọn trẻ phải bơi. Bơi, đúng rồi. Và ném sách. Bỏ, đúng rồi, bỏ. Ném sách vở vào quần áo. Vào túi bóng to. To. Và, để chúng chứ nè, con bỏ quần áo với sách vở vô trong cái bị để khỏi bị ướt đúng không? Vâng. Cẩn thận, và đây đúng không, là họ đâu, cái đây cũng là mấy cái vật đó. Và túi bóng đã giúp bọn trẻ an toàn, stay safe, giữ an toàn, giữ an toàn ở nước. Trên mặt nước, ok, khi bơi. Cái nước gì? Cái nước nó sẽ như thế nào? 20 mét? Cái gì 20 mét? Khi nó nước là con sẽ nói về nước, cái gì? Sẽ có gì? Cái độ gì? Độ của bọn trẻ. Không, độ gì? Cái gì 20 mét? Độ sâu nha, tiếp là sâu nha. Độ sâu 20 mét. Cái độ sâu nó 20 mét đúng không? Còn không biết bơi là chết đuối á. When they reach the other side, qua cái bên kia đúng không? Tới bên kia. Đây như thế nào? Bọn chúng. Khi tới quen ở bên kia, ở đằng xa bên kia thì bọn chúng gì? Lấy gì? Thì bọn chúng lấy
quần áo ở quần áo khô ở trong túi và put them on. Put them on là gì con đoán thử. Con bỏ túi ni lông để cho nó khỏi ướt. Và khi mà tới bờ thì con lấy quần áo khô ra khỏi bị thì phải gì? Là mặc chúng vào. Đúng rồi, đấy. Giỏi, đoán vậy chứ. Mặc chúng vào. Rồi đó, xong rồi. Chọn câu nào? Near Bogota, the capital of Colombia. À, chọn hình ảnh đúng rồi. B ạ. À. Đúng rồi, B, đúng rồi. Near Bogota, the capital of Colombia, some children have to cross a large valley to get to school. Đúng rồi. The bottom of the valley is the Rio Negro, a Hook River. Hill River. Từ hill river. River nãy giờ không biết là sông rồi mà đúng không? Cái sông lớn á, hill là lớn nha. River, there is only one way to cross the valley on a zip river. Wow. The journey is very fast. In từ đọc sai rồi kìa. On a zip why? On a zip why? That's a... That a metal rope. Mời tiếp con. 800 metal long and 400 metal above the rival. The river, river. Chứ không phải là rival nha. River. The journey is very fast. In fact, it only takes about 1 minute. One minute. Small children cannot travel across a valley alone, so their brother or sister put them in a bag. Con thấy cái hình không? Con thấy cái túi không? Đó, cái túi đó là để mấy đứa nhỏ ở trên đó, ghê không? Con đi mấy cái zip line này bây giờ chưa? Như con chưa. Nhỏ quá có khi nó chưa cho đi á. Ừ đó ở trên con, cao con thích đi nhưng mà con chưa đi con sắp đó, đi ừ nhỏ quá đúng không đó con thấy tốc độ nó nhanh cỡ nào đúng không thầy đi lần rồi nhanh lắm á thải từ trên cao xuống nhanh lắm á không nhanh bằng ấy thì à? Không nhanh bằng ấy là sao không nhanh bằng tàu lượn siêu tốc còn được từng chơi chưa xong con bữa hai bạn à, cái đó là khỏi nói rồi nhưng mà cũng nhanh chứ còn nghĩa đi 800 mét mà trong vòng có 1 phút à nghĩa là bao nhiêu trên một km trên 1 giờ đúng không 800 mét trên trong vòng 1 phút tốc độ bao nhiêu km trên 1 giờ tưởng tượng nhanh cỡ nào. Ok dịch gần Bogota điểm Bogota thành phố ở Colombia. Capital là thủ đô nha. Ghi vô. Thủ đô Colombia. Ở các học một sinh. Một số trẻ em phải vượt qua. Đúng rồi. Một cái gì? Ở Valley là gì? Dỡ ra. Valley là vượt qua. Thung thung lũng rộng lớn thung lũng lớn để tới trường mò cái gì ở dưới đáy ở dưới đáy thung lũng is Rio Negro. Rio Negro là gì? Cái tên riêng nữa không con? À vâng, con cứ thắc mắc. Và một cái nó là một cái con sông lớn đúng không? Cái một con sông lớn. Và chỉ có một
Một gì nhỉ? Quay lại thì một cách, một lối đi. Chỉ một có cách. Một lối đi vượt qua thung lũng. Đúng không? Đó chính là cái này gọi là gì ạ? À? Cái zip, cái dây zip thôi, thầy cũng tiếng Việt là gì, người ta cũng hay kêu zip line, thầy cũng biết là zip gì. Zip line. Hey. Phải vượt qua zip line và đó là một cái gì? Đó cái một dây 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 thường thép. Cái dây thép, một cái dây thép dài 800 mét và bốn trăm mét gì? Above hồi nãy thầy kêu là gì? Above. Và ở trên là 400 mét. Không phải above gì? Above the river thấy không? Ở trên cái sông, ở trên con ở sông trên cái sông là 400 mét. Rồi cách con sông 400 mét. Okay. Nó đi rất là nhanh. Thực tế, okay. In fact là thực tế. Thực tế nó đi trong chỉ, vòng 1 phút. Đúng rồi, chỉ mất có 1 phút. Trẻ em nhỏ. Hết rồi à? Phía dưới, small children. Thôi cũng được à, không có thể đi một mình một chuyện hay. Small, các trẻ em nhỏ thì không nên đi. Không nên đi một mình. Không nên đi một mình vượt qua thung lũng. Đúng rồi, cho nên anh chị em bỏ vô trong một cái bát. Cái bữa sau mình học tiếp. Bữa sau đúng giờ nha con, đừng có bắt thầy chơi nha. Thầy chờ 15 phút và thầy kia đấy nha, 5:15 nha. Nhớ nha, 5:15 đến 2:06. Vâng. Bữa nào thầy cũng nhắc á, bữa giờ thầy nhắc biết à. Vâng. Ok, thầy chờ 15 phút và thầy tự ao nha. Ok, được rồi con, nhớ học từ. Bữa sau mình sẽ tiếp tục ôn nhưng mà cứ ráng học đi con. Mình sẽ ôn nhiều lần mà. Vâng. Ráng học. Bữa trước học là nhớ là tốt rồi á. Ok, tốt rồi. Bữa nay cải thiện hẳn á. Ok, tốt rồi con, bye bye con. Xin chào thầy. Ừ.